Ôi, xin chào cả nhà. Hôm nay thì Nam sẽ chia sẻ về một câu hỏi của bạn Thúy, là học viên của Nam. Bạn ấy có hỏi rằng là làm marketing bây giờ thì làm marketing online hay là marketing offline? Thì điều đầu tiên này, các bạn này, câu trả lời đó là gì? Mình trước khi mình trả lời là làm online hay là mình làm offline thì mình phải hiểu một điều rằng là vì sao mình cần phải làm marketing. Đúng không ạ? Mình làm marketing để làm gì? Thì mình làm marketing để làm gì? Để giúp cơ sở của mình đông khách hàng hơn. Và bản chất của việc marketing đó là việc gì? Đúng không ạ? Bản chất của việc marketing hay cách làm đơn giản nhất trong cái marketing đó là gì? Đó là làm sao để cho thật nhiều người biết đến cơ sở của chúng ta. Làm marketing chưa nói đến việc là có ra được khách hàng hay không, có chuyển đổi được hay không. Những việc đầu tiên và đơn giản nhất, đúng không ạ, nhiệm vụ đầu tiên trong marketing là giúp cho khách hàng họ biết được đến cơ sở của mình đang kinh doanh, biết đến được đến những dịch vụ, những cái sản phẩm của mình đang kinh doanh, những dịch vụ sản phẩm mà mình đang có. Thế thì cho nên rằng quay trở lại câu hỏi đó là làm marketing online hay là marketing offline, thì cả hai cái này mình cứ xác định xem trong đầu ấy, cái gì giúp khách hàng biết đến cơ sở của tôi, cái gì giúp khách hàng họ thích, họ tin tưởng cơ sở của tôi và làm cho thật nhiều người biết đến thì mình làm. Vậy thì online hay offline, mình sẽ thấy được rằng là online có giúp khách hàng biết đến mình được không, offline thì có giúp khách hàng biết đến mình được hay không. Marketing online là gì? Là chạy quảng cáo Facebook, là sử dụng những công cụ ở trên internet, ví dụ như là Facebook, như là Google, đúng không ạ, như là YouTube, Zalo và tất cả những cái công cụ mà mình có thể sử dụng được ở trên internet. Chạy quảng cáo Facebook cũng chỉ là một trong những công cụ nhỏ ở trên internet mà thôi. Có rất là nhiều công cụ để mình có thể làm. Còn offline thì có những công cụ gì? Tờ rơi, voucher, nhờ sự giới thiệu, truyền miệng, quảng cáo ở trên xe buýt, ở trên biển bảng của mình, quảng cáo rất là nhiều thứ ở offline mà mình có thể nhìn thấy được. Online hay offline, mình là người kinh doanh, nếu mình có nhu cầu cho nhiều người biết đến mình hơn thì mình có thể áp dụng cả hai các bạn nha. Mình kéo khách hàng, mình tạo nhu cầu cho khách hàng là ở trên online, mình tiếp cận thông tin với khách hàng là ở trên online. Còn offline thì là gì? Là để cho khách hàng nhìn thấy chúng ta ở thực tế, tức là mình làm cả hai luôn, nhìn thấy trên mạng và nhìn thấy ở thực tế, thì cái niềm tin của khách hàng với chúng ta nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Cho nên câu hỏi ở đây là marketing online hay marketing offline, thì câu trả lời đó là mình làm cả hai các bạn nha. Và cái cách đơn giản dễ dàng để mình có thể áp dụng được cái online hay offline đó là gì? Bây giờ có rất nhiều kênh miễn phí, ví dụ như là kênh Facebook thì có trang cá nhân, đúng không ạ, trang cá nhân là miễn phí. Làm sao học cách viết bài hay, xây dựng được thương hiệu, xây dựng được hình ảnh của mình, livestream thật là chuyên nghiệp, thật là hấp dẫn, thì mình cũng có thể là có được cái sự lan truyền, sự chia sẻ của khách hàng và khách hàng cũng sẽ yêu quý chúng ta. Mình có nhiều tiền hơn nữa thì mình làm quảng cáo, cụ thể ở đây là quảng cáo Facebook, quảng cáo Google, hay các bạn có thể quảng cáo một kênh nào đó. Mình thuê người nổi tiếng đăng bài giúp mình, review giúp mình, nói tốt giúp mình, PR giúp mình là cũng ok, đó là marketing online. Còn marketing offline thì đơn giản thôi, cái việc đầu tiên đó là lựa chọn kinh doanh ở một cái địa điểm nào đó mà nó phù hợp, đông dân, đúng không ạ? Mặt đường thì tốt, mà không mặt đường thì cũng chẳng sao cả, nhưng phải tìm được một cái địa điểm nào đó mà rất dễ để có thể là kinh doanh, khách hàng dễ dàng tìm đến, cơ sở đó có chỗ gửi xe rất là tốt. Các bạn hãy nhớ nha, yếu tố ở bãi gửi xe nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc marketing. Nếu cơ sở của mình nhà rất đẹp, vị trí rất đắc địa, nhưng bãi gửi xe không có, vỉa hè không có, thì đừng bao giờ kinh doanh ở chỗ đó. Chúng ta sẽ gọi là rất vắng khách ở những địa điểm như vậy. Bởi vì khách hàng ấy, người ta quan tâm đến cái điều gì trước khi người ta vào cái cơ sở bạn? Đó là quan tâm đến cái vỉa hè. Vỉa hè để được xe thì người ta sẽ tạo ra cảm giác rất thoải mái. Vỉa hè rộng thì người ta sẽ rất là thoải mái. Và đó là một trong những yếu tố để giúp chúng ta có thể gọi là marketing offline được. Chứ không chỉ là cứ phục vụ khách hàng thật tốt, tạo ra chất lượng dịch vụ thật tốt, không chỉ là những cái yếu tố đó, mà bãi gửi xe cũng là trong một trong những yếu tố. Rồi là người bảo vệ, người giữ xe, nếu mà cơ sở của mình lớn và mình có được người bảo vệ thì thái độ của người bảo vệ cũng là một cách marketing. Rất là nhiều những yếu tố ở trong offline. Thái độ của nhân viên cũng là marketing. Sự chăm sóc, sự quan tâm, sự cần cù của nhân viên cũng là marketing. Và chất lượng tốt thì cũng là marketing mà thôi. Thế cho nên rằng là hãy áp dụng cả hai các bạn nha, áp dụng cả hai. Và làm sao để cho khách hàng, càng nhiều khách hàng biết đến chúng ta càng tốt, kênh nào cũng được, miễn là nhiều khách hàng. Các bạn làm online đi, kênh miễn phí, ví dụ như tôi đang quay cái video này lại và tôi chia sẻ lên Facebook, tôi chia sẻ lên trên YouTube, và tất cả những thứ đó đều là miễn phí cả. Rồi, rất là nhiều kênh khác nữa mà bạn có thể nghĩ ra, làm sao để mình có thể là
nghĩ được, tìm được ra những kênh nào đó mà mình đăng lên đó có nhiều người biết đến mình là ok. Và đăng lên nhiều kênh khác nhau vào các bạn. Mục tiêu ở đây, câu hỏi ở đây không nên hỏi không phải là làm online hay làm offline, mà mình phải là làm như thế nào để có nhiều khách hàng biết đến mình các bạn nha. Rồi, nếu mà bạn thấy video này hay và có bài học mà bạn có thể học được thì comment xuống đây là hay. Tag tên bạn bè, người thân, nhân viên, anh chị em, những người cùng làm kinh doanh với chúng ta, giống như chúng ta, thì vào đây để các bạn ấy có thể cùng học và cùng hiểu tư duy giống như chúng ta. Nếu mà bạn đang hợp tác kinh doanh với cổ đông thì hãy tag họ vào đây để họ có thể là được nghe và hai người sẽ cùng hiểu cái suy nghĩ của nhau và sẽ dễ dàng để làm việc hơn rất là nhiều. Và nếu bạn đang xem video này ở trên YouTube thì có thể comment, có thể là bấm vào nút đăng ký kênh YouTube của Nguyễn Xuân Lam và bấm vào nút chuông thông báo, cái hình quả chuông ấy, để nhận được những video của tôi. Khi mà tôi quay những cái video ấy, thì bạn sẽ là người nhận được sớm nhất các bạn nha. Và nếu mà cơ sở của bạn đang cần chiến lược, đang cần phương hướng để phát triển mạnh mẽ hơn, đang cần những sản phẩm tốt để mình có thể kinh doanh mạnh mẽ hơn, thì có thể là inbox riêng cho Nam các bạn nha. Thông tin về Facebook cá nhân ở dưới, hoặc các bạn có thể kết bạn Zalo với số điện thoại của Nam và Nam sẽ chia sẻ tư vấn cho các bạn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.